Rồi chào anh em nha. À đây có anh bưu điện đây này, anh em bên bưu điện tới lấy hàng nha, chuyến chiều nha. Chiều nào là bên mình cũng có mấy anh bưu điện tới lấy hết á. Còn hôm có một hôm một hai chuyến nữa cơ. Chào mọi người nha. Đấy, chào mọi người nha. Rồi, quay cho anh em mấy cái bộ im thái nha anh em. Đó. Bên mình thì ngày nào cũng đi đơn cho anh em hết á, cho nên là anh em cứ yên tâm, hàng không bị chậm trễ đâu anh em. Đấy. Bưu điện là tới lấy nhà, lấy hàng tận nhà luôn nha. Ngày xưa thì mình phải chở hàng đi. Bây giờ do lượng hàng nó cũng nhiều hơn anh em, cho nên là ở bên bưu điện họ nhờ mấy anh tới lấy hàng giúp mình luôn. Rồi, hôm nay quay cho anh em mấy cái bô đinh thái nha anh em nha. Có mấy anh em kêu là không biết bô á, thì giờ mua bô sao cho nó uy tín và bô làm sao cho chắc ăn, không phải bô Sài Gòn thì cứ mua bên Đạt nha anh em nha. Bô bên Đạt thì cam kết với anh em đúng bô zin của Thái nhập về, không chơi bô Sài Gòn nha. Thì nó khác cái gì, mình sẽ quay cho anh em coi. Thứ nhất anh em nhìn giúp mình tem. Quét mã cho mình thoải mái nha anh em nha. Ra hết mã cho anh em thoải mái nha. Rồi, thứ hai mình sẽ khui ra cho anh em coi. Thế trước khi mà khui thì báo giá luôn cho anh em. Bô thì hiện nay giá bên mình vẫn là thuộc dạng bình ổn nhất ở Việt Nam rồi. Giá của nó có 1.350.000 thôi, rim Thái 2543 nha. Còn nếu anh em mua mà không đúng chỗ thì có thể giá nó lên tới 1.800.000, 2 triệu luôn. Nhưng mà mình cam kết giá bên mình bán rẻ, nhưng mà bô là chọn bô Thái nhập về nha anh em ha. Đây thùng thiết của nó đây. Đây thùng đây. Thùng Honda zin cho anh em nha. Nên là anh em cứ yên tâm, không phải lo nha anh em. Đấy. Đây là cái bô nha anh em. Đóng rất là kỹ nha. Bô thì họ quấn giấy cũng như là họ đóng hộp cái kia rất là kỹ, cho nên là anh em yên tâm nè. Bô về tới tay anh em không có bị cấn móp gì. Cấn móp thì cứ báo bên mình đổi trả cho anh em nha. Đó, móp là đổi trả nha anh em, nên anh em không phải lo. Chung thì thực ra bô này mà mình cũng phải đóng kỹ anh em ạ, bởi vì bán bô thì nó cũng cạnh tranh nhiều, cho nên là nếu mà cấn móp thì nó thẳng với anh em luôn là coi như là lỗ ha. Đây mình sẽ mở cho anh em coi. Riêng bô Thái là anh em sẽ nhìn thấy, thứ nhất là cái nước xi của nó là cực kỳ đỉnh luôn. Wow, bóng cỡ này đây anh em. Đây ha. Đây là bây giờ mình đang quay là lúc 5 giờ chiều nha anh em. Đây anh em nhìn thấy không, 2543 zin nha anh em. Nét chữ rất mạnh và rất đẹp nha. Đó. Cổ đầy đủ cho anh em. Cổ zin. Bô mới 100% nên không lo phải dính bô hàn cổ hay là bô bùa các kiểu nha. Mới tinh, mới 100%. Đây, đát của nó đây. Anh em yên tâm nha, đúng đát, đúng đời cho anh em, đúng bô zin. Đó. Dạ, thân trước sau đều bóng hết nha anh em nha. Không phải trước trước bóng mà sau mờ nha. Quá đẹp luôn. Đặc biệt là phía đuôi của nó sẽ có chữ S này. Anh em nhìn nha. Đuôi nó sẽ có chữ S này. Anh em thấy chưa? Để em tăng sáng cho anh em coi ha. Đó, đuôi có chữ S nha. Anh em yên tâm ha. Đó. Nên là anh em không phải lo. Vấn đề là bên mình là lúc nào cũng cam kết với anh em là đúng như giới thiệu cho anh em ha. Đó thì một cây như này nó có 1.350.000 thôi. Anh em nào dứt thì tranh thủ nha anh em nha. Bô lần này về thì mình thấy là họ đóng thêm một lớp ở phía bên ngoài thùng nữa, cho nên là anh em cứ yên tâm. Bô cực đẹp và không dập móp nha. Còn nói về nước xi thì thôi rồi, nước xi Thái thì chưa bao giờ phải gọi là xấu được anh em ơi. Không thể nào mà chê được cái nước xi này ha. Đó, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với shop nha anh em nha. Một cây như thế này giá là 1.350.000 nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em vào những video tiếp theo nha. Anh em nào lấy xỉ cũng có thể liên hệ với bên shop luôn.